khóc. Tại sao? Tại vì hồi nhỏ sư bằng các con, các sư đâu có biết tụng kinh đâu. Đi lang thang ngoài đường bắt cua bắt ốc không à. Bây giờ các con ngồi đây tụng kinh là phước lớn lắm á. Cho nên ráng nha các con, ráng tu, ráng tới tụng kinh, ráng thương yêu nhau, rồi ráng vâng lời cha mẹ, nghe không? Đừng cãi nữa, được không? Giỏi. Hôm trước có sư lại đây sư dạy bài hát, các con còn nhớ không? Dạ. Nhớ đâu hát bài rồi. Con thương Phật, con thương Phật, Phật thương con. Con thương thầy, thầy thương con. Con thương cô, là cô thương con. Con thương cha, là cha thương con. Con thương mẹ, là mẹ thương con. Con thương thương mẹ thương cha thì sao? Bây giờ muốn thương cha mẹ không? Không được. Chắc không, còn cha mẹ nấu con không à? Con nấu hơi giỏi quá vậy. Cho con thêm phần thưởng nữa. Ba mô thân cảm ơn. Nhân cơ hội này, sư cũng vì cái chữ sám hối đó, mà sư nói cho quý vị rõ. Sám hối, khi mình biết rằng từ nơi xấu sanh mà nó sanh ra Phật, từ nơi xấu sanh mà sanh ra ma. Cho nên sám hối là sám hối xấu sanh. Mắt nhìn thấy sai là tức sám hối của mắt liền, nói sám hối không có gì tầm bậy nữa. Tai nghe thì là tức buồn, sám hối nơi bên tai, sám hối nơi mũi, như vậy là an toàn. Rồi biết rồi. À, sư bây giờ chúc cho quý vị được an lạc. Bây giờ sư ra sư uống xong rồi sư đi, sư phải ra xe. Hồi nãy xe nó mới gọi điện thoại sư đó, nó nói đón ở đâu. Nó rất là giỏi, tu hành nó phải vậy, tu càng ngày càng giỏi càng hiền đó chứ con, phải không? Tu càng lâu càng hiền. Rồi đứa bé đâu rồi, đứa bé đâu, mang đây. Ẩm trên 5.000 đứa rồi. 5.000 đứa rồi. Gia đình, cha bé lúc nào cũng được mạnh khỏe, biết cả biết kiểu nào, không lớn.